Latin không kết hợp với oxy trong không khí khi nung ở nhiệt độ cao, mà chỉ nóng, đỏ rực. Đó là hiện tượng vật lý. Hiện tượng này tương tự như dây tóc bóng đèn bằng wolfram, nóng đến nhiệt độ cao, dây tóc phát sáng, ta thấy đèn sáng. Ngắt nguồn điện, dây tóc trở lại như ban đầu, hiện tượng hóa học không xảy ra.